Nhanh lên, đi nhanh. Đợi em xíu, em đang trải nghiệm chiếc laptop đến từ nhà Asus để chuẩn bị review cho anh em xem mà. Thôi thôi thôi, anh đi trước đi. Đi đi đi. Và chiếc laptop mà Minh Phong đang sử dụng để chuẩn bị review cho anh em xem đó là một chiếc laptop đến từ nhà Asus Top Gaming FX507VU. Sử dụng con chip Intel Core i7 13620H, card đồ họa RTX 4050, màn hình lên tới 15,6 inch Full HD và tấm nền IPS, cùng với đó là tầm số quét lên tới là 144 Hz. Còn về phần RAM thì là 16GB DDR5 và được nâng cấp tối đa lên tới là 32GB, ổ cứng 512GB SSD M2 PCIe 4.0. Với thiết kế đậm chất gaming kết hợp cùng với hai quạt ARC Flow giúp cho chiếc laptop của chúng ta luôn được làm mát và không bị ảnh hưởng đến hiệu năng. Và nếu các anh em thích chiếc laptop này thì hãy nhanh tay đến ngay Hicom để sở hữu về cho mình nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom.